Sáng ngày 25 tháng 4, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm tặng quà 9 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường 1, thành phố Tây Ninh. Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm ân cần thăm hỏi đời sống sức khỏe của các gia đình, bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới các thương binh bệnh binh đã có nhiều công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách.